món ngon bùng vị. Anh ơi, anh biết Grand View ở đâu không? Grand View? Yes. Ok. Yeah, ok, biết rồi nhá. You know where Grand View is? Qua hai cái 7-Eleven, quay trái anh đi 200m đến. Ok. Nhân. Ôi. Đẹp chưa? Đẹp à? Sắc mến luôn. Đây. Em đi trước rồi Ren ơi. Em đi trước rồi Ren. Em đi đầu tiên rồi Ren. Vừa nãy là em có hỏi một ông thì ông bảo là đi qua hai cái 7-Eleven là từ rất trái là đến luôn. Anh ơi, anh biết Grand View ở đâu không? Grand View Hotel. Được á, đi hỏi đi Ren ơi. You know where Grand View? Yes. Ok. Yeah, ok, biết rồi nhá. À, biết hết. Về thay đồ quá. Có đau không em? Thấy cô chảy máu rồi kìa. Gì? Hello ค่ะ. Grand View Hotel. Grand View. We find Grand View Hotel. This a little Grand View Hotel. Grand. Grand View. Yes. Okay. Thank you. Yeah, đường này đúng rồi. Yeah, thank you so much. Tự giặt hả? Anh thấy cái logo gì kia không? Ah, Grand View. Do you know where Grand View is? We're trying to get there right now. Yeah, no problem. I'll show you. Really? It's easy. Thank you. Over there are two 7-Elevens. Go straight ahead. After the 7-Eleven, there's a place you go left. And then 200m on the right side. Okay. Okay. I appreciate you. Thank you. Good back. Welcome. I appreciate you. Thank you so much. Đường đúng không? Đó 7-Eleven quẹo trái quẹo phải. Qua hai cái 7-Eleven quẹo trái anh đi 200m đến. Ok. Hồi nãy giờ mình qua hai cái 7-Eleven chưa? Rồi. Quẹo trái là tới luôn đó, đi 200m là tới rồi. Rồi. Sắp tới chưa Ren ơi? Em không biết. 200m. 200m không đấy. Oh. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Sao cười? Giờ tao kêu oh là bảo đảm ông né liền. Giờ tao kêu oh là ông. Du có cần mi kéo giúp Du? Được vậy thì quá tốt đi Du rồi. Cảm ơn Du. Tới rồi. Yes. Đây rồi. Kìa đúng rồi, đó Grand View kìa. Hợp lý quá à, em rồi, ơi. Nhìn cái cầu. Gì vậy? Làm sao mà làm khó được chúng tôi. Đúng không chị? Dạ đúng rồi, em đang tìm cái Ê, cái chậu bông này người ta gỡ đi rồi nè. Đây có cái chậu bông này hay gì á. Hy vọng là chỉ có đủ chỗ ngủ hơn bên kia. Ủa? Sao đi đường này bà con? Mình giới thiệu... Ủa trời ơi! Ơ, thế cái deal là gì nhỉ? Free! Không muốn đi. Free từ phòng. Không có cả về phòng. Em phải tập nhớ gì mà liên quan tới tiền bạc là em nhớ liền giùm anh nha. Mùi thơm à? Mùi giống mùi sợ. Hoa sứ. Rồi sao xung quanh anh trồng mấy cây âm khí không à trời? Cái gì anh? Cái này nè, cây này âm khí không à? Ủa vậy? Vậy đó hả? Sao biết được? Cái cây nào mà có dây leo, có tua vậy đó là mấy cây nó âm khí. Ôi! Đẹp chưa? Đẹp à? Sắc miệng luôn! Real đỉnh! Wow!
Điều đỉnh, điều đỉnh. Beautiful. Ôi. 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 Trời ơi, vậy còn đi đâu nữa? Mình ra biển luôn chứ mình đi đâu nữa em trai. Ủa mình có check-in không? Sạch quá nhỉ, đẹp nhỉ. Đồ để đây hả cưng? Chứ đây không phải khách sạn à? Cầm ơi, dạ. Hồi nãy mà mua tấm trải là thua rồi nè. Có không chị? Ôi, muốn tắm biển quá. Ôi, biển mát quá. Muốn nhảy xuống ghê ha. Vậy là một cái quần sẽ không đủ rồi. Nope. Mệt thôi chứ không có vất vả lắm em. Tại vì có bạn này bạn biết hỏi đường á. Mà cũng may mắn là hỏi ngay cái người sống ở đây nữa. Sống ngay cái resort này luôn. Cho nên là rất là ok. Thì mình sẽ không có chơi gì quá phức tạp. Tại vì mọi người cũng đã gần sáng giờ rồi. Yeah. Thì mình sẽ chỉ bốc thăm thôi. Mình có hai cái đáp án thôi. Một là 5 người một phòng. Và hai là 5 người mỗi người một phòng. Wow, chết. Bây giờ sao? Ai tin tưởng tôi? Ai tin tưởng tôi? Oh. Em không hề đánh cái này. Ai tin tưởng tôi? Bây giờ nhiều lái biển người chọn đi. Lá thăm số 1 có nghĩa là 5 người sẽ ở một phòng. Bóc trúng lá thăm số 2, 5 người được ở 5 phòng. Ai tin tưởng tôi? Rồi, giờ, ai tin tưởng tôi? Bây giờ mình nhiều rác bị đi. Em tin tưởng. Em ơi, bây giờ nói nghe nè, nếu mà nhiều rác bị thì cái người bóc người ta bị áp lực. Bây giờ mình chọn lại một người để bóc đi. Em tin tưởng anh. Em tin tưởng anh Lực. Em có tin tưởng anh không? Em tin anh, em tin anh. Ok. Cả một phòng có một toilet hả? Có nghĩa là số mấy thì được số 1 là số 2 là được được gì phải không? Năm người phải không? Còn số 1 là 5 người là một phòng. Ok, bây giờ tôi bóc thăm nha. Ok. Số 2. Em đã nói rồi, em tin tưởng anh mà sao anh tin được? Anh là bơ phè. Trời ơi, trời ơi. Ê, số 1 thiệt. Có số 1 nha mọi người. Trời ơi. Ôi, em tin tưởng không sai người. Bóc thêm 4 phòng đi. Ú, anh Lực ơi, thật sự á. Đẹp mời luôn á. Đẹp sai lắm luôn ý. Không, anh đẹp sai lắm luôn ý. Anh Lực ơi, bo cho anh Lực. Đã vất vả gì rồi. Ôi, okay. Rất là áp lực. Cái trách trọng trách này áp lực lắm. Cái chỗ nào không có phải đơn giản. Không phải đơn giản đâu. Anh yên tâm bây giờ. Em nói thiệt với anh chứ cái gì. Nếu mà 5 người một phòng làm sao chúng ta sinh hoạt được em. Đúng rồi. Em đi vệ sinh, cái vệ sinh nói em quan trọng lắm. Đúng rồi. Em nói thiệt với anh luôn á, em là em mến anh nhất luôn. Trời ơi. Em vào luôn. Em vào luôn bao nhiêu? Trời ơi, 50 bạc. 50 bạc. Mà Ren làm kiểu này, em vào luôn. Là nhiều. Em tiết kiệm nhờ tiền cho nhóm mình, em chỉ có 20 bạc thôi. Trời ơi, đó tất cả những gì tôi làm đây mọi người à. Chán nản là chỉ có con em tôi là biết chơi thôi. Nếu mà không có sự mua mẹo của tôi thì chắc chắn là số 1 rồi đó mọi người à. Vậy là có mua mẹo ư? Trời ơi, anh mà ghi mà không mua được mẹo được em. 50-50 thì mình phải ấy chứ. Nhưng mà anh tổ chức phận đây mà mình cũng như vậy được hả? Có gì anh đâu. Anh nói ra những cái lời mọi người đã quyết định bút phòng cho mình rồi mà. Hay quá anh Lộc ơi, anh... Dễ gì hồi nãy không có quay lại. Em thấy là máy cận. Máy cận, máy cận này chắc không có đâu. Bạn thấy hả? Bạn tố tôi đi. Bạn tố tôi đi bạn. Nào, camera của anh đó hả? Âm thấy. Tương thách tiếp theo mọi người có định là sẽ giao vào tay anh Lục. Chắc chắn rồi, tụi tôi là tin tưởng. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác nguyệt lực như ngày hôm nay. Vậy anh, vậy nếu mà tối nay mà có... Có bất cứ chuyện gì cứ gặp anh. Em đang nói là phỏng vấn riêng đó thì liệu anh sẽ có cảm nghĩ khác về tụi em chưa? Phỏng vấn riêng thì mình vẫn bóc thăm cho phỏng vấn riêng em. Anh không muốn nói là... Thế là nếu mà anh được phỏng vấn thì anh có cảm là 7 ngày nào tôi cũng bị phỏng vấn hả? Đúng Ủa, vậy. Có yêu đó nữa. Đúng vậy. Yeah. Ê, kiếp thật là non. Đẹp sai. Anh phải kìm lại còn nhiều cái thử thách sau nữa. Và cái sự của anh nó phải là cần có cái uyển chuyển và tinh tế hơn. Để ngay cả âm thanh cũng không có thể nào mà có những anh cái gì mà sai. Phát hiện ra anh được. Anh không ngờ là âm thanh có thể phát hiện ra anh được. Nhưng mà bây giờ bạn tố tôi là muộn rồi bạn ơi. Tôi có lấy phòng rồi. Ăn mừng thôi. Rồi. Cái này không phải là chúng ta ăn mừng mà cái này chúng ta là lời cảm ơn đến người đội trưởng của chúng ta. Yeah. 1, 2, 3 Captain Love. Beautiful man. I love you, my brother.